Ladies and gentlemen, tonight we are going to celebrate the 6th anniversary of the Vietnamese-Australian Conservative Man Association. The thing we want to do is we want to protect our men against some too hot lady. Oh, first of all, I'd like to introduce to you our Mr. President, Vong Vong. Your family is considered to the most model for people here to follow. Could you please give us some advice how you make your family like that? Cảm ơn anh Đức. Thực ra thì anh hỏi câu này thì gia đình tôi thì chẳng có cái gì hay ho cả. Chỉ có một cái điều ấy mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi nhờ cái hội đàn ông ở Phủ Kiến Húc nên gì đã giúp đỡ chúng tôi có cái trọn vẹn ở trong gia đình và rất hạnh phúc, đó là nhờ hội, chứ tôi không có phản ánh gì hết. Anh Sinh nói và lại quá thiên nhiên rồi. Xin quý vị cho anh Sinh một tràng pháo tay cổ vó tinh thần của anh Sinh. Cảm ơn quý vị và anh Đức. Thì trên đây tôi nói này, riêng cá nhân tôi ấy thì suy nghĩ như thế này. Chúng ta phải hợp sức lại thì những người đàn ông chúng ta mới có chỗ đứng ở trên đất nước này. Đó là điều mà tôi luôn luôn và các bạn tôi hằng mong ước như vậy. Cảm ơn anh Sinh. Và hôm nay có cháu và cháu của anh ở đây. Anh cho xin phép xin hỏi với luôn một vài câu hỏi. Dạ vâng, xin anh bình yên. You can see the children, most obedient daughter in the family and the best student school. Could you share your experience with the audience here tonight? First of all, I would like to say thanks to my parents for helping me to be a good Vietnamese girl. Not like other girls, I love doing housework and I love studying. I have learned from my parents that education is very important to be successful in life. So listen girl, if you want to be success in your future, you should listen to your parents. Được khi được biết trước đây anh đã từng chỉ có bậc đại úy và tham gia vào trong cái chiến dịch mùa đông lạnh lẽo. Tôi có thể xin phép anh kể cho quý vị khán giả đây nghe về chiến dịch mùa đông lạnh lẽo anh đã từng tham dự được không? Vâng, lúc đó tôi giữ chức vụ đại úy. Chúng tôi và tất cả các anh em được lệnh của Bộ Tư lệnh truy kích giặc. Tất cả anh em chúng tôi toàn đơn vị, ngày đêm trong 4 ngày chúng tôi có thể là quên ăn quên ngủ để đi chiến đấu và tinh cho gia đình. Thưa quý vị, lúc ấy tôi đến đầu làng Cà Rịch, mà cái xã đó là xã Cà Đan. Khi chúng tôi thấy tất cả toàn thể yên lặng, một trong sự yên lặng lạnh lẽo và lạ lùng, khi tôi đến đó thì gần 1.000 xác chết, toàn là đàn bà, trẻ con, phụ nữ, tất cả những người già đều chết một cách tức tưởi. Chúng tôi lòng căm thù Chau dân và quý vị hẳn ở đây chúng ta không còn lạ gì. Ai là kẻ đã giết người vô tội như vậy? Ai là kẻ đã giết những đồng bào, những bà già, trẻ con như vậy? Lòng chúng tôi căm thù dâng lên và anh em toàn thể đơn vị của chúng tôi dù mệt mỏi nhưng quyết tâm truy kích địch. Tận hang ổ cuối cùng và chúng tôi đã gặp địch ở một cánh rừng sâu xa và chúng tôi đã chiến đấu cách rất anh dũng. Đơn vị chúng tôi dù chỉ có nửa quân số hơn đơn vị địch nhưng anh em chúng tôi đã chiến đấu và đồng đội của chúng tôi nửa đơn vị đã hy sinh nằm xuống cho tổ quốc và đã trả thù cho tất cả đồng bào là chúng tôi tiêu diệt địch không còn một tên. Lòng chúng tôi lúc đấy dù mệt mỏi rất là vinh dự đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho tất cả đồng bào và chúng tôi quyết tâm để chiến đấu